Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Công ty cổ phần ống thép Việt Đức doanh thu 9 tháng đạt 1.400 tỷ đồng. Trạm y tế xã Tam Hồng làm tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em. Đàm phán Triều Tiên - Nhật Bản. EU hoan nghênh kết quả bầu cử Ukraine. Liên Hợp Quốc lên án lệnh cấm đi lại với công dân các nước đang có dịch Ebola. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, trên địa bàn xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Mai Văn Hoàng, thôn Yên Định là một ví dụ điển hình. Năm 2004, gia đình ông thuê thầu 6 ha đất 50 năm của xã để xây dựng trang trại. Sau những năm đầu còn nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi, thiếu vốn đầu tư cơ sở vật chất. Nhưng với sự nỗ lực kiên trì, ông Hoàng cùng gia đình đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi kết hợp quy mô lớn. Hiện nay mô hình chăn nuôi của gia đình có 400 lợn thịt nuôi theo hướng bán công nghiệp và gần 5 ha nuôi thả cá. Trung bình mỗi năm gia đình ông xuất bán từ 4 đến 5 tấn lợn thịt và từ 10 đến 15 tấn cá. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng và tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thị trường có nhiều biến động, song với những giải pháp kịp thời, công ty cổ phần ống thép Việt Đức tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận. Để đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh thời gian qua, ban giám đốc công ty cổ phần ống thép Việt Đức đã siết chặt việc quản lý theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2008 bằng cách thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra các phòng ban, bộ phận thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Đồng thời thực hiện các giải pháp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, định mức tiêu hao vật tư phục vụ sản xuất, đẩy mạnh việc nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng tới việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đẩy mạnh việc bán hàng cho các công trình dự án trọng điểm quốc gia. Với những giải pháp trên, 9 tháng năm 2014, công ty cổ phần ống thép Việt Đức đạt doanh thu 1.400 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm. Qua đó tiếp tục đảm bảo thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng cho tổng số gần 1.000 lao động đang làm việc tại công ty. Những năm qua, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc luôn là địa chỉ đào tạo, cung cấp đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật chất lượng cao cho tỉnh. Hiện nhà trường đang đào tạo 18 nghề ở hệ đại học và cao đẳng. Năm học 2014-2015, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có gần 5.000 sinh viên theo học. Để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, dạy nghề theo phương châm học đi đôi với hành và gắn đào tạo với thực tiễn, việc đổi mới phương pháp giảng dạy luôn được nhà trường coi trọng hàng đầu. Với đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cộng với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang hiện đại, chất lượng đào tạo của nhà trường không ngừng được nâng lên. Để nâng cao chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của xã hội trong quá trình đào tạo, bên cạnh việc học tập, thực hành tại các xưởng thực hành của nhà trường còn chủ động liên kết với các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh để tạo điều kiện cho các sinh viên của nhà trường có môi trường thực tế, cọ sát làm việc. Qua đó giúp cho sinh viên có kinh nghiệm thực tế trong công việc. Đến nay, trên 75% học sinh sinh viên của nhà trường khi ra trường đều tìm kiếm được công ăn việc làm ổn định. Để chủ động trong công tác tuyển sinh đại học năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án xét tuyển đại học cao đẳng, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép được xét tuyển ở các nội dung như khối A, toán lý hóa, khối B, toán văn Anh. Ngoài ra, cho nhà trường được xét tuyển các thí sinh ở các môn toán lý Anh, toán hóa Anh. Công ty cổ phần Học viện Khám phá Hà Nội phối hợp với trường Tiểu học Ngô Quyền thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức ngày hội Bé làm khoa học cho 250 học sinh khối lớp 4, lớp 5 của nhà trường. Dự án Bé làm khoa học là một trong 50 dự án thắng cuộc toàn cầu trong tổng số 1.000 dự án tham gia cuộc thi Quỹ sáng kiến kết nối cựu sinh toàn cầu 2014 AEIF do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức cho tất cả các sinh viên đạt học bổng của Mỹ. Dự án sẽ đầu tư 25.000 đô la Mỹ cho 4 lớp học ở Hà Nội và 1.000 em học sinh tiểu học ở 4 tỉnh lân cận là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên. Tham gia dự án, các em học sinh được tổ chức thành 10 nhóm, mỗi nhóm lần lượt đi qua các trại khoa học bao gồm 5 hoạt động: dấu chân carbon, làm nến từ dầu, mặt nạ hóa trang, sắc màu kỳ diệu và làm thế nào trở thành nhà phát minh.
Các hoạt động giúp các em có được những trải nghiệm thú vị và thực tế về các hiện tượng tự nhiên kỳ thú với các thí nghiệm về khoa học như làm thế nào cho núi lửa phun trào, cách làm nến từ dầu, cách giảm thiểu khí CO2, những tác hại của hiệu ứng nhà kính. Chương trình còn giúp các em trở thành những người thợ thủ công khéo tay, tạo ra những sản phẩm đơn giản mà bổ ích cho việc học tập. Khởi động niềm đam mê khoa học, có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm. Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi trong toàn huyện, Trạm Y tế xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc đã thực hiện nhiều giải pháp để công tác tiêm vaccine diễn ra an toàn, đảm bảo hiệu quả. Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, cán bộ bác sĩ trạm y tế xã đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị trang thiết bị, dự trù vaccine, vật tư thiết yếu cho tiêm. Phối hợp với y tế thôn tiến hành rà soát đối tượng trong độ tuổi, phát giấy mời đến từng hộ gia đình, tuyên truyền lợi ích đối với sức khỏe trẻ em khi tham gia tiêm phòng. Trạm y tế gửi bài truyền thông và phát trên loa truyền thanh của xã trước đợt chiến dịch, tổ chức tư vấn cho các bà mẹ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt phụ nữ nên đa số các bà mẹ đã nắm bắt được đầy đủ thông tin về tiêm vaccine cho trẻ. Qua đó, 100% số trẻ từ 1 đến 5 tuổi trong đợt 1 đã được tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella. Tôi được biết cái tiêm chủng sởi rubella trong chiến dịch này là qua các thông tin đại chúng và đài báo và ở trạm y tế của địa phương ấy. Thì thông qua cái chiến dịch này thì tôi thấy là nó rất có lợi đối với sức khỏe của con tôi nói riêng và tất cả trẻ em trong cả nước nói chung. Trong thời gian tới, Trạm Y tế xã Tam Hồng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tiêm chủng thường xuyên đối với tất cả các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân nắm rõ lợi ích và hiệu quả từ việc tiêm chủng mở rộng nói chung và tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella, từ đó đảm bảo chất lượng phòng chống bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 28 tháng 10, Triều Tiên và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc đàm phán 2 ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng để xem xét tiến trình điều tra vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.
Phái đoàn Nhật Bản gồm 12 người do Vụ trưởng Vụ Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Junichi Hara dẫn đầu, trong khi phái đoàn Triều Tiên do ông So Tae-ha, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Điều tra đặc biệt làm trưởng đoàn. Tham gia đàm phán còn có những người đứng đầu 4 tiểu ban thuộc Ủy ban Điều tra của Triều Tiên, gồm tiểu ban điều tra về những nạn nhân bị bắt cóc, tiểu ban điều tra về những người Nhật Bản bị mất tích, tiểu ban điều tra về những người Nhật Bản chết vào thời kỳ cuối chiến tranh thế giới thứ hai và thi thể hiện vẫn ở Triều Tiên, tiểu ban điều tra về những công dân Nhật Bản ở Triều Tiên sau khi chiến tranh kết thúc. Lãnh đạo Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đã đánh giá cao kết quả bầu cử tại Ukraine. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu EC José Manuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã hoan nghênh cuộc bầu cử dân chủ của nước này, coi đây là bước tiến lớn của đường lối cải cách hội nhập châu Âu và chờ đợi Ukraine sẽ mau chóng thành lập được chính phủ mới. Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cũng như Canada đều ghi nhận quá trình bỏ phiếu đã được tổ chức tốt, phù hợp với các quy định dân chủ quốc tế. Trong một tuyên bố, ông Ken Hattes, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhận xét, tiến trình bỏ phiếu và tiến trình kiểm phiếu vừa qua tại Ukraine diễn ra khá minh bạch, tích cực, mặc dù có chút căng thẳng trong giai đoạn đầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án những lệnh cấm đi lại mới nhất với công dân các nước đang có dịch Ebola. Ông Ban Ki-moon không nêu đích danh những nước đang thực hiện lệnh cấm đi lại này, song ông đề cập đến quy định cách ly mới ở New York và New Jersey, Mỹ đối với du khách và cả nhân viên y tế làm nhiệm vụ nhân đạo từ Tây Phi trở về. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng điều này sẽ tạo thêm khó khăn và áp lực cho những nhân viên y tế đang mạo hiểm mạng sống trong cuộc chiến sinh tử với loại virus chết người này. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã có 450 nhân viên y tế bị nhiễm virus Ebola khi điều trị cho bệnh nhân, trong đó có 244 người đã tử vong. Liên minh châu Âu EU tuyên bố hỗ trợ 3 tỷ euro cho khu vực sừng châu Phi từ nay đến năm 2020. Số tiền này được trích từ Quỹ Hợp tác và Phát triển của châu Âu. Tuyên bố trên được đưa ra trước chuyến thăm của Phó Tổng Giám đốc Ban Hợp tác và Phát triển thuộc Ủy ban châu Âu EC Markus Konado và đại diện đặc biệt của EU tại khu vực sừng châu Phi Alexander Rodos đến khu vực này. Ủy viên EC phụ trách về phát triển Andris Piebas nhấn mạnh rằng EU sẵn sàng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác lâu dài với khu vực sừng châu Phi bằng cách tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế, tài trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình, cung cấp viện trợ nhân đạo và hợp tác phát triển. Ít nhất 13 cảnh sát chống bạo động của Đức đã bị thương khi trấn áp các đối tượng quá khích phản đối chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại thành phố Cologne, miền Tây nước Đức. Trước đó, khoảng 2.500 người hâm mộ bóng đá quá khích cùng một số phần tử cực đoan từ nhiều nơi trong cả nước đã tụ tập tại Cologne nhằm phản đối những người Hồi giáo Salafi ở Đức. Căng thẳng leo thang khi một nhóm đối tượng quá khích hô khẩu hiệu đuổi những người nước ngoài ra khỏi Đức, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng, dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông, trong khi nhóm người quá khích này liên tiếp ném đất đá, chai lọ và pháo nổ vào cảnh sát. Theo người phát ngôn lực lượng an ninh nước Đức, 6 đối tượng đã bị bắt giữ, trong khi một cảnh sát bị thương nặng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiêm vaccine sởi rubella là cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh sởi rubella. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn tỉnh được tổ chức cụ thể như sau. Đợt 1, tổ chức tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013. Địa điểm tổ chức tiêm tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2014, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương. Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đợt 2, tổ chức tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. Địa điểm tổ chức tiêm tại các trường tiểu học, thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện. Từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương. Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12 năm 2014,
Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đợt 3, tổ chức tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2003. Địa điểm tổ chức tiêm tại các trường trung học cơ sở, thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2015, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2015, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2015, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đừng bỏ lỡ cơ hội được tiêm vaccine sởi Rubella trong chiến dịch dành cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi. Bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh, có tỷ lệ tử vong cao. Các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, đau họng hoặc có thể có nôn, tiêu chảy, phát ban, chảy máu. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Virus Ebola lây sang người do tiếp xúc trực tiếp với máu, phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch của động vật. Người bị nhiễm bệnh hoặc đồ vật của bệnh nhân bị nhiễm bệnh như chăn, quần áo, bông kim tiêm đã qua sử dụng. Để phòng tránh bệnh do virus Ebola, cần thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, chất sát khuẩn, tránh tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm Ebola, tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người động vật nhiễm bệnh. Những người trở về từ các quốc gia có dịch phải thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu. Trong vòng 21 ngày nếu có các dấu hiệu của bệnh do virus Ebola hoặc có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, xét nghiệm. Người dân chủ động phòng tránh bệnh do virus Ebola, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.